Chào các bạn nha, mình đang ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ, quận 7 các bạn. Ở đây thì bán tương đối là cũng đầy đủ loại sách luôn, quá trời quá đất luôn nè. Đó, ở trên lầu cũng có nữa, mình sẽ đi để xem các bé mua cái gì. Và mình sẽ có một ngày thư giãn ở đây nha. Đây, ba mẹ con mình xin chào tất cả mọi người nha. Chào đi con. Xin chào. Ngày hôm nay mình đi đâu vậy? Đây là phía trong nhà sách nè các bạn. Thì ở đây có rất là nhiều sách rồi những cái dụng cụ học tập luôn. Mấy bé nhỏ của mình từ trước tới giờ chưa có được đi nhà sách lần nào hết trơn. Đây là lần đầu tiên đi nhà sách. Hồi trước giờ thì chỉ có đi siêu thị rồi đi những cái khu vui chơi thôi. Nhà sách chưa được vô lần nào, cho nên hôm nay mấy em vô đây chắc là sẽ thích lắm đây. Đồ dùng học cụ học tập á thì mình đã mua hết rồi các bạn. Chào con, mua gì? Mua gì vậy? Tập vẽ. Tập để vẽ hả? Rồi thích thì lựa đi con. Bệnh nghiệp các bạn, sợ mình tốn tiền cho nên là mua là phải hỏi vậy. Con thích mua gì? Hả con trai? Thích mua gì chứ? Ở đây là những cái hộp mà đựng trang sức. Hộp đựng trang sức bằng gỗ. Đó. Đây là những cái hộp đựng trang sức nữa nè. Đẹp ghê. Nhưng mà nhà mình bây giờ hết chỗ để rồi. Cho nên là mình cũng không có mua các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Ba mẹ con mình đã đến quận nhất rồi các bạn. Chia tay nhà sách. Ba mẹ con mình xin chào tất cả mọi người. Một ngày rong ruổi các bạn. Đây mình sẽ đi dạo. Đây thì có rất là nhiều người đang cũng đi dạo và đi tham gia các trò chơi ở đây đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào con đường sách nha. Con đường sách này ở thành phố Hồ Chí Minh, quận nhất các bạn, phường Bến Nghé. Nó gần nằm gần nhà thờ Đức Bà ở Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh đó. Mình chỉ biết vậy thôi chứ mình Con cũng hỏi không người rành ta. đường lắm các bạn. Ở đây thì mình thấy là có rất là nhiều các Con có gian thể kiếm hàng cái gì con vô con của hỏi người các ta. công ty hoặc là các nhà sách, nhà xuất bản á, khác nhau luôn đó. Từng gian hàng như vậy có rất là nhiều sách. Hả? Thì gia đình mình cũng rất là ít khi mà dẫn các con đi tham quan đi ra ngoài như thế này. Cho nên hôm nay cũng là cái cơ hội để cho ba mẹ con được mở mang tầm mắt đó các bạn. Toàn là sách thôi các bạn. Ở cái con đường này thì cũng mát chứ không phải nóng. Tại vì là có tán cây các bạn. Mọi người thì ra vô đây đứng để chụp hình nè. Rồi có những cái hội thảo. Đó, có những hội thảo giới thiệu sách nè. Đây có nhà xuất bản Kim Đồng nữa đó các bạn. Là bé thì mình thì mê truyện, mê những cuốn truyện của nhà xuất bản Kim Đồng lắm. Cho nên là hôm nay cũng là cơ hội để con đi vào con tìm cái cuốn sách, cuốn truyện mà con đang thích đó các bạn. Mua hỏi đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để mình cho bé nó tự hỏi, để cho nó tăng cái độ mạnh dạn lên. Bé nhà mình thì nó hơi nhút nhát. Và cái cuốn truyện mà bé kiếm không có. Đóng nguyên bộ hả? Rốt cuộc thì chỉ kiếm được có một cuốn thôi các bạn. Cái cuốn tranh không thôi chứ không phải là truyện nữa. Nhưng mà cũng những nhân vật mà bé thích. Thì bé nhà mình nó có đam mê là vẽ tranh. Cho nên là đi mua được cuốn đó bé cũng rất là vui rồi. Thỏa mãn hôm nay rồi các bạn. Đó, mọi người đến đây thì chụp hình nè các bạn. Đó, đây là cái nhân vật. Nhân vật ở trong cái bộ truyện Nhà có năm nàng tiên. Đó, nhân vật này mặc áo màu, đổi tóc màu hồng đó các bạn. Mình cũng không có rành cái nhân vật này tên là gì luôn. Đây là những cái không gian để người ta ngồi, người ta đọc sách. Chỗ khác cũng có mấy cái đó. Nếu mà các bạn có thời gian á, thì mình cũng có thể đến đây để mình tìm đọc thôi. Còn không mua cũng được, không sao hết. Mọi người không có la rầy gì mình hết đó các bạn. Có những cặp đôi tình nhân nè, nắm tay nhau đi trong cái con đường này rất là tình tứ. Đây là cái gian hàng của Đại học Hoa Sen. Người ta có từ trong phim ảnh cho mọi người. Đó, cái người hóa trang nó đứng chụp hình đó các bạn. Thì bé nhà mình nó rất là đam mê, nó rất là thích những cái nhân vật như thế này. Cho nên là mình sẽ đứng mình xem các bạn. Đi dạo quanh ở đây thì đó, mình thấy là người ta ngồi, người ta chơi nè, người ta trò chuyện nè, rồi người ta nghỉ mát. Tại vì cái con đường này á, hai cái cây nó xòe ra rất là mát luôn các bạn. Đó, ở đây thì có những người ghi tên nữa đây nè. Ở đây có một cái quán cà phê rất là đẹp, trưng bày toàn sách thôi. Thì nếu mà các bạn có thời gian thì có thể vừa nhâm nhi ly cà phê và cùng đọc cái cuốn sách mà mình yêu thích cũng được. Không mua cũng được, các bạn đọc xong rồi trả lại như cũ không sao hết. Hoặc là các bạn mua xong rồi các bạn ra ngồi ở bàn nhâm nhi ly cà phê, rồi mình cùng đọc sách. Đó, mình sắp sửa đi đến cuối con đường rồi đó các bạn. Ở đây thì được trang trí bằng những cái chậu cây, chậu cảnh rất là đẹp các bạn, nhìn rất là mát mắt luôn. Mọi người ở đây thì cũng rất là ý thức nha bạn. Ở đây thì mình thấy là không ai hút thuốc hết. À và đây nè, đây là cái bảng nè. Đó, không có rượu bia nè, không có xe nè. Không có xe máy đi vô cái đường này luôn, không có ô tô đi vô đường này luôn. Ở đây thì có một cái khu vui chơi dành cho trẻ con. Đó, các bé thì chơi như thế này, phụ huynh ngồi đây để canh chừng các bạn. Cái con đường này nó rất là sạch sẽ, rất là vệ sinh, không ai xả rác hết. Đó, cái không khí rất là trong lành các bạn. Và tự nhiên vô đây nó đẹp, nó như thế nào á. Nó thấy mọi người đều là rất là tri thức luôn. Đó là con đường sách các bạn, con đường sách của thành phố Hồ Chí Minh. Đó, mọi người đang đứng lựa sách nè. Còn các nhóm này đứng thảo luận gì đó. Halloween nè. Nó trang nhìn nhẹ nè. Và ở đây thì mọi người cũng trang trí Halloween nè các bạn, bởi vì sắp đến Halloween rồi. Những con nhện. Rồi đây là cuối đường rồi các bạn, cuối con đường sách rồi. Thì mình sẽ quay qua để mình đi lại ngược lại ha. Đó, những cái chậu cây nè, nhìn rất là mát mắt luôn. Ở đây thì có một cái xe bán nước. Rồi đi vô thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bảng là báo là vui lòng không đậu xe hoặc là giao hàng tại đây đó. Rồi không có cho xe máy vô, rồi cấm hút thuốc nè,
Đó là lý do làm cho cái không khí ở trong đây nó trong lành các bạn. Đó. Mọi người đứng chụp hình nè, tại vì cảnh nó đẹp lắm, thơ mộng nên thơ. Đó, ở trên này các bạn thấy là đó, cây xanh nó che bóng mát. Đó. Như một hàng cây luôn. Mình đi cái này là cũng khoảng 10 mấy 11 giờ đó các bạn. Mà trời không có nắng, nắng nhưng mà nắng không có xen qua được cái nha. Bóng lá cây. Ở đây thì các gian hàng trang trí rất là đẹp. Mình hình dung là nếu mà ở đây buổi tối á, thì sẽ càng đẹp hơn nữa các bạn. Nhưng mà mình không có điều kiện để ở đây để quay buổi tối cho các bạn xem ha. Đó, mọi người đang đi dạo trong cái con đường này. Và ở đây thì trưng bày rất là nhiều các loại sách các bạn. Ngồi nghỉ. Ngồi nghỉ. Đó, cái nhân vật đang ngồi đây để đi quay phim chụp hình gì đó này. Cái nhân vật Miku. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp tục đi hết con đường ha. Thank you.
Cô đang vẽ gì kìa? Chị đang vẽ gì kìa cô? Hỏi nó có phim khác không? Từ từ. Thấy chưa? Tại Vương Phái bảo mèo nó đã coi rồi. Không không, tại chị đi có bé nhỏ nữa. Cho nên là vậy là hết, không còn phim nào đúng không? Đây Halloween, con đi chơi Halloween nha. À con đứng lên kia đây. Đó, ồ đây là khung cảnh Halloween nè. Ghê chợ chưa? Đúng không? Khởi chưa? À trời ơi, kinh dị quá à. Phải không? Bí ngô kìa, bí ngô kìa. Ôi, vụ mùa, vụ mùa. Xài vô, cầm lên chụp hình. Đó, trời ơi. Tụi con ăn bí không? Đây các bạn, bây giờ mình về tới phà rồi ha. Hai đứa bé thì đang mải mê đọc cuốn truyện mới mua đó các bạn. Đây, phà Bình Khánh đây các bạn. Một ngày đuối luôn, rất là nhiều nơi. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.